Giờ đi ra phố đi bộ nha các bạn. Mình đi ra phố đi bộ chơi tí. Đây, tôi đi tí này cái chỗ cái nhà có điện rồi các bạn. Có đèn nhấp nháy rồi. Từ Hôm Tây ra bên này là phố ẩm thực. Dãy phố ẩm thực. Bên kia là phố đi bộ cả. Phố ẩm thực đấy nhá các bạn. Đấy, bây giờ mình đi ra phố đi bộ đối diện bên kia đi. Phố ẩm thực thì mình vừa ăn tối ở bãi Trà Cổ rồi, nên là cũng không ăn gì ở cái phố này nữa đâu. Từ cái phố ẩm thực với phố đi bộ này nhá các bạn. Các bạn cứ đi thẳng lên phía này này là đến cửa khẩu Móng Cái nhá. Cách khoảng mấy trăm mét nữa thôi, cây số nữa. Đấy là các bạn nhìn thấy kìa. Cửa khẩu ở phía trên kia nhá. Còn bây giờ mình sẽ sang bên này để mình đi tham quan phố đi bộ. Mình đi ra đây. Đi nhanh. Đây, bắt đầu vào đến đầu phố này các bạn. Phố này thì bán rất nhiều hàng hóa và đồ ăn vặt, nước uống, đồ uống, đồ ăn vặt này. Bên này là các gian hàng bán vali với lại ba lô các bạn. Bên này là đồ điện tử, loa đài này, với ba lô này. Cái phố đi bộ này như là cũng ngắn thôi các bạn. Tôi nghĩ khoảng 500m là hết rồi. Quần áo này, buffet hoa quả này. Đây là buffet hoa quả. Này, bán rất nhiều gian hàng nồi cơm điện, vali với đồ điện tử các bạn, trò chơi, đồ chơi. Quạt tích điện. Nước mía hoa quả, quầy đồ uống. Cái phố đi bộ này như chỉ mở vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Quầy dép. Không thấy mấy quầy đồ ăn các bạn, chắc quầy đồ ăn ở hết bên phố ẩm thực rồi. Không như chợ Đồng Xuân. Chợ Đồng Xuân vừa bán hàng vừa bán đồ ẩm thực luôn. Đang bế em bé quay cho các bạn này. Quần áo. Phố đi bộ thành phố Móng Cái. Mua bán, trao đổi điện thoại. Bên này là quần áo. Mấy mẹ con đã dừng ở quán nào rồi. Tôi đi quay một vòng cho các bạn trước nhá.
chủ yếu là quần áo thôi, quần áo và đồ điện tử. Quẩy đồ chơi à. Hiện tại bây giờ đang là 9 giờ nha các bạn, 9 giờ tối. Các kia bác đang tuốt mía để bán nước mía. Đây có quầy kem, kem tươi. Quầy bán đồ chơi trẻ em. Bên này là quần áo. Dép này. Chỗ này là số đồ chơi thôi các bạn ơi. Con phố này cũng ngắn thôi các bạn, mình đi gần hết rồi đấy. Chỗ này là giày dép thôi, quầy đồ chơi xong lại đến quầy giày dép. Quần áo các cửa hàng hai bên này các bạn, trà sữa. Bây giờ mà tôi đi đến cuối phía kia là sẽ đến chợ trung tâm của thành phố Móng Cái cho các bạn. Chợ to nhất Móng Cái rồi. Bán chủ yếu là giày dép, đồ chơi trẻ em, quần áo. À đây, chỗ này là đặc sản chè bưởi Sài Gòn. Quán này như chắc là ngon đây, sẽ đông khách quá các bạn. Đây nhá, 57 Trần Phú Móng Cái. Rất là đông luôn. Bên này là quầy đồ chơi trẻ em. Quần áo. Phố đi bộ thành phố Móng Cái. Bên này là quầy túi ba lô, nước ép mía, sầu riêng. Đấy, nói chung bạn nào mà thuê cái hôm tây thì cũng rất tiện, ở gần đây đi bộ cái là ra luôn phố đi bộ chơi, hoặc là sáng mai mình đi ra cửa khẩu mình check in cái, bởi vì đoạn này tôi cũng không sang bên Đông Hưng đâu. Đồ ăn vặt Hà Thu này. Bên này là quầy chanh, bán chanh.
Đó, đến đây là hết phố đi bộ rồi các bạn. Thời gian hoạt động rồi. Từ thứ tư đến chủ nhật, chứ không phải là từ thứ sáu nữa nha các bạn. Từ thứ tư đến chủ nhật, 19 giờ đến 24 giờ. Đây, bên này là chợ trung tâm bóng cái này các bạn. Ở đây thì có bán đồ ăn vặt các thứ, hạt dẻ Trùng Khánh, đây sữa chua nướng này, rất nhiều thứ luôn nha các bạn. Đi vòng vòng ra chút đi. Rất là nhộn nhịp nha các bạn. Dừa, nước mía, đủ các loại luôn. Trong này là quần áo thôi. Đây là menu trà sữa này không? Đâu, cái gì sai chính tả? Đây bảng giá, đấy, trà sữa ghi sai chính tả. Sốt này tưởng đúng. Sai à? Sốt phải SC à? Ngoài. Thế á? Popping thì ta ăn chân châu trắng hay chân châu giống đấy à? Chân châu hoàng kim. Trà đào cam sả cũng ngon kìa. Một trà đào cam sả đi. Ừ, cái này anh uống trà đào cam sả đấy. À. Xin túi vừa đi về vừa uống rồi các bạn. Em này có một mình một cốc này. Đấy, các bạn. À, một mình một cốc. Quán này ở ngay đối diện phố đi bộ nha các bạn. Dạ. Cộng. Bên trong là chợ trung tâm bóng cái.